Tình trạng suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Trong số các phương pháp can thiệp thì việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý được nhiều chuyên gia đầu ngành đánh giá cao, đặc biệt là những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Mới đây tại Hà Nội thì các nhà khoa học Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu về tác dụng sản sinh testosterone cho nam giới. Nghiên cứu này đã chứng minh cỏ kari ảnh hưởng rất lớn đến nồng độ tăng testosterone tự do, tăng sinh khả dụng trong huyết thanh, tế bào cơ bắp và giúp tăng cường tổng hợp protein, từ đó ảnh hưởng tích cực đến sức mạnh và sức bền ở nam giới. Dược liệu này đã được các nhà khoa học đưa vào thành phần của viên ngậm tăng cường sinh lý X-Marvel. Cỏ kari đấy thì nó đã là một cái tiền chất và sau vào cơ thể nó sẽ chuyển hóa và nó sẽ kích thích cái tinh hoàn tiết ra testosterone, và khi testosterone tiết ra thì nó sẽ nâng cao cái thể lực và cái sản xuất là cái tinh binh khỏe mạnh hơn. Cái X-Marvel ấy là nó kết hợp với một số những các cái chất về y học cổ truyền đấy, như là bạch tật lê hoặc là những cao bá bệnh lại được bổ sung thêm nhung hưu này, rồi là thêm với lại những cái L-arginine, carnitine ấy là những cái chất rất cần thiết cho chất lượng của cái tinh trùng. Một cái hay của đối với lại viên kẹo này, người ta là cho ngậm thì dưới lưỡi có một cái hệ tĩnh mạch ấy, mạch máu rất là lớn, và khi viên kẹo nó tan ra, những cái chất testosterone ở trong hoặc là những các cái sản phẩm ở trong cái viên sản phẩm này nó ngấm luôn vào máu, chứ nó không phải qua đường tiêu hóa, nó không phải chờ nữa, thì nó sẽ tác động nhanh. Đây là một cái điều rất hay, nhưng mà cái điều khôn ngoan nhất và tế nhị nhất đấy là tôi ngậm kẹo chơi chứ không phải tôi ngậm một cái viên thuốc tác dụng, nó khác hẳn đối với những các cái sản phẩm khác. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.